Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tập điệu slow rock, là một cái điệu cũng không phải là quá phổ biến, một điệu đánh dành cho nhịp 6-8. Điệu này của chúng ta là sẽ là một cái điệu mà thường là dành cho nhạc khá là hoành tráng. Nó sẽ nghe kiểu như thế này. Kiểu cùng treo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan không chờ đó, nó đại khái nó nghe là như vậy. Vậy tiết tấu chính xác của nó sẽ trông như thế nào? Chúng ta sẽ đánh tiết tấu của bài đấy là bát 3 2 1 2 3, chính là cái ngày xưa mà chúng ta tập đấy từ rất là lâu rồi, cái mà tập luyện cho vui ý, đấy chính là cái điệu slow đấy. Trong cái bài Hallelujah ngày xưa chúng ta tập hay bài tổng thương ấy cũng chính là điệu slow luôn. Thì chúng ta chủ yếu là tập quạt ở bài này. Chúng ta sẽ đánh như thế này: xuống xuống nghỉ nghỉ lên xuống lên xuống nghỉ nghỉ lên xuống lên, hai lần như thế, ok chưa? Hai lần như thế thì là chuẩn. Xuống lên, thực ra cái xuống lên này là của điệu van, thì chúng ta đánh hai lần ra như thế là chúng ta sẽ có thành điệu slow rock. Xuống lên, sau đó là chuyển đấy, hoàn toàn chỉ đơn giản là như vậy thôi. Kiểu kiểu như vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập với bài Chắc Ai Đó Sẽ Về xem nó như nào nhá.